Chào toàn thể quý anh em. Thái Audio tiếp Về tục giới tây thiệu tới anh em châu trọn con bộ để đường thưởng thức tình băng cối cổ kỳ, rất là hay. Bộ này thì trưng bày cổ ngỡ đẹp và xưa giá bán thì đò rất là hợp lý anh em ha. Tổng cộng 3 món trước màn hình chỉ có 35 triệu 300 ngàn thôi. giờ anh đi trong bước Bộ đăm loa cổ chiêu Mioner lưới mắt cáo tìm riêng rất là đẹp năm luôn. cũ cô niên, nay chỉ Đôi loa này đẹp còn tuyệt mưa vời, không có chỗ nào để đổ chê luôn đấy nha. vàng chiều. Những thứ tình khăn hồng còn Mioner CS700G ha. trả cho người bao nỗi ưu Chép tổ ong bằng nhôm, mít giấy, bán ngày 50 viên mai vải. em trao nghĩa tơ duyên Mình có thêm hai cái còn nút chỉnh dung để chỉnh anh cho ca cái sĩ dải mid không chép theo cái sở thích của tên của mình. thiên nhạc câu hát tìm Thiết kế của đôi này thì rất là cổ và đẹp, kể cả anh em đóng lưới hoặc mở lưới nó cũng rất là đẹp ha. em ơi, Đây, anh em có thể quan sát con lửa trên cực kỳ môi đẹp luôn. nhìn sao sáng tỏ lưng trời anh đêm sao thương về gì Anh em có thể quan sát tuyến loa này ha. còn đâu ngày xưa nói nhỏ chung Đôi loa này không có điểm nào để chê luôn đấy nhá. Tề yêu Đẹp suốt tuyệt cả vời, trong đời xuất sắc ai luôn. có ngờ chót lưới đầu vẫy tay chào con đường thần tiên để em về bên nơi thưởng thức nhạc cổ của Chế Linh thu âm trước năm 75 nghe hoài không chán đúng không? Nhìn mưa rơi dây dứt Làm con thêm ly cà phê điếu thuốc tình lá yêu nữa bay quá theo tuyệt gió vời rồi nhỉ. qua đơn thương tiếc nhiều biết ngó mô tình Mình đang chơi vào âm ly tri KR77 này. Đèn radio rất là đẹp anh em này. Phần còn lại mặt nhôm phay ở đây có một miếng giả gỗ cực kỳ yêu ha. Chiếc âm ly này tính riêng cái giá trị nó cũng rẻ, chỉ có 5 triệu 800 ngàn thôi. Chơi được dòng Pioneer này hoặc là chơi AR2 cũng rất là tốt bởi vì nó xuất âm tụ anh em ha. Ở băng cối thì mình sử dụng Tech A6003. Chiếc này thì quá quen thuộc với anh em rồi đúng không? Máy chạy 2 chiều hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm. Tính riêng cái giá trị cho chiếc đầu băng cối này là 15 triệu, âm ly là 5 triệu 8. Đôi loa là 15 triệu thì tổng cộng là 35 triệu 300 ngàn cho trọn bộ này. Anh em bê về cắm điện là ngồi thưởng thức thôi. Quá hay luôn rồi. Không phải là anh em nghe băng cối nó hay không đâu nha, nghe CD cũng rất là hay á. Để mình test thử cho anh em nghe này. Ồ, quên chuyển ngỏ. Sorry anh em. Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau, hai đứa chung vui ý hợp tâm đầu. Anh nhớ chăng anh mỗi độ hoa đào, mình thầm ước đến mai sau. Nhặt hoa kết áo. Cái này mình không phải test qua đầu CD nhưng mà nó cũng giống đầu CD anh em ha. Mình test qua cái đầu phát nhạc số này, phát qua cái USB, tiếng nó không hay bằng CD đâu. Nhưng mà mình nghe lên đây cũng rất là tuyệt luôn rồi. Rồi, chiếc âm ly KR77 này cỏ cỏ thôi mà rất là hợi hại anh em ha. Anh em có thể thưởng thức được băng cối cổ, có thể thưởng thức được CD trên cái bộ này rất là tốt. Và tổng giá trị cho cả 3 món là 35 triệu 300 ngàn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với Thái Audio để sở hữu sản phẩm này. Một lần nữa chúc đại gia đình chúng ta thật là nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.